Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hiện tại Nhân đang ở khu vực quận 10, ở hẻm 650 đường Điện Biên Phủ, phường 11 quận 10 hết anh chị. Đó, ngoài kia là đoạn vòng xoay Điện Biên Phủ, góc Lý Thế Tổ, Điện Biên Phủ và Ngô Gia Tự nha anh chị. Đó, hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà nằm ở hẻm xe hơi, sau lưng một căn nhà mặt tiền thôi nha, sau lưng một căn nhà mặt tiền thôi. Đây là đường Điện Biên Phủ, chỗ đó có trường tiểu học Phan Xào Nam ha anh chị. Đó, ngay trường tiểu học Phan Xào Nam ha. Rồi, hẻm bên đây thì mình ra lại hướng về vườn chuối Cao Thắng ha anh chị. Đó, sau lưng cái căn nhà 650 này là tới vị trí căn nhà của mình nè, ngay cái chỗ bán yến nè, sau lưng căn nhà này nha. Hẻm thông ra đường 3/2 luôn nha anh chị. Hẻm thông ra đường 3/2 luôn. Một trệt và ba lầu nha anh chị, một trệt và ba lầu, pháp lý rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Ở nằm ở trung tâm của quận 10, giáp quận 3, giáp quận 1 ha anh chị. Rồi Nhân đi vào trong và review bên trong cho anh chị mình xem nha. Hẻm này là hẻm xe hơi nha. Đó, hẻm xe hơi ha anh chị. Hẻm thông qua đường 3/2 ngay kỳ đài Quảng Trung luôn. Đó, qua đường nhà hát Hòa Bình chứ, thông qua ngay nhà hát Hòa Bình luôn nha anh chị. Ở Việt Nam Quốc Tự và gần góc Cao Thắng và đường 3/2 luôn ha. Đây mình chạy thẳng ra luôn, hẻm thông tứ phía luôn nha anh chị. Đó, hẻm là xe 7 chỗ chạy qua lại ha. Đây căn nhà chỉ sau lưng mặt tiền đường Điện Phủ thôi. Địa chỉ căn nhà mình là 650/2 đường Điện Biên Phủ, phường 11 của quận 10 nha. Đó, sau lưng căn nhà mặt tiền, khu vực có camera an ninh, hẻm xe 7 chỗ chạy qua lại ha. Chiều ngang của căn nhà mình á là 4m6, sâu vào là 8m ha. Một trệt, tầng 2, tầng 3 và ở trên là có sân thượng ở trên đó nha. Sổ hồng hoàn công á, sau lưng căn nhà mặt tiền nha anh chị. Hướng nhà là hướng Tây Nam nha anh chị, hướng nhà là hướng Tây Nam, hẻm thông luôn nha. Hẻm xe 7 chỗ chạy vào tới nơi. Nhà thì mặt ngoài chủ ốp gạch cao ráo lên tới trên. Đó, ốp cao lên tới tầng 2 luôn, tới ban công luôn. Ban công ở trên tầng 2 thì mình lấn ra được tới 1m ha. Nhà là đúc hết luôn nha. Nhà là đúc bê tông cốt thép hết luôn ha. Đó, tường ốp cao ráo sạch sẽ, bảo vệ với hai lớp cửa, một lớp cửa kéo bên ngoài, bên trong lớp cửa sắt 4 cánh ha, kết hợp với kính. À, ra đi thẳng đường 650 này, thông qua hẻm 183 đường 3/2, thông ra ngay chỗ Việt Nam Quốc Tự, thông qua Cao Thắng và thông qua đường Lê Hồng Phong luôn nha anh chị. Ở hiềm nhà thì còn cao hơn so với mặt đường, hẻm xi măng sạch sẽ, nhà thì không đối diện nhà với nhau, anh chị mình để xe phía trước nhà thoải mái ha. Nằm hoàn toàn khu dân cư hiện hữu và có khu vực có camera an ninh nha anh chị. Đó, khu vực có camera an ninh, ngang tới 4m6 và sâu vào 8m ha. Nhà đúc đường đà lộ ra rõ ràng nha. Nhà đúc bê tông cốt thép hết. Đó, đây có để cái một tấm bức tường chỗ này, mình còn không gian phía sau nữa ha. Đó, rộng rãi nha, xe 7 chỗ rồi mình để trong nhà được luôn nha anh chị. Từ cái mí này nè, từ cái mí này nè, đó cái mí này nè, đi sâu vào phía trong là 8m, ngoài sau mình còn một khoảng 1m nữa, nên ở phía sau mình có để cửa sổ. Ở gần ngay vòng xoay Điện Biên Phủ ha, Lý Thế Tổ, Lê Hồng Phong. Và giá hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 6 tỷ 580 triệu nha. 6 tỷ 580 triệu. Giá này còn thương lượng thêm cho anh chị mua bán nhanh nha. Đó. Ở đây. Ở đây thì chủ để đồ nên để nhiều xe nên mình dời cái không gian bếp lên trên ha. Dưới trệt mình có nhà vệ sinh dưới trệt.
Xung quanh thì trụ ốp tường cao lên đụng tới trần luôn, đường đà cao ráo sạch sẽ ha. Nhà đúc bê tông cốt thép hết. Ở đây giáp quận 3, giáp với lại quận 5 nha anh chị, quận 1 ha. À, nhà vệ sinh nha, nhà vệ sinh dưới trệt nằm gọn trong chân cầu thang. Tường ốp cao ráo sạch sẽ, có máy nước nóng nè. Nhà có pháp lý là sổ hồng riêng nha anh chị, hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên. Giá này còn thương lượng thêm độc đáo cho anh chị mua bán nhanh nha. Mình đến xem nhà, xem vị trí và Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ để làm việc thêm về giá nha. 650/2 đường Điện Biên Phủ, phường 11 của quận 10 nha anh chị. Ở đầm gần ngay vòng xoay đường Điện Biên Phủ và đường Lê Hồng Phong anh chị ơi. Và căn nhà này là sổ hồng chính chủ từ xưa tới giờ luôn nha. Sổ hồng riêng chính chủ, một đời chủ nha anh chị. Một đời chủ ha. Ngang 4m6, sâu vào 8m, tầng 2, tầng 3 thì mình lấn ban công được 1m hết ha. Và sổ hồng được hoàn công đầy đủ nha anh chị. Ở cầu thang là đúc nè, đá mài nè. Đó. Đường đà cao ráo sạch sẽ. Rồi mình giờ nguyên cái bếp lên không gian tầng 1 mình ha. Tường ốp cao ráo sạch sẽ, ở đây mình có mở cửa sổ nè. Đó, hai cái cửa sổ này là ở ngoài sau còn một khoảng hở từ 1m nha anh chị. Ngang là 4m6, sâu vào 8m, hướng nhà là hướng Tây Nam, nhà xây dựng một trệt 3 lầu, có sân thượng phía trước. Nhà có pháp lý là sổ hồng riêng, được hoàn công đầy đủ, mua bán ký công chứng sang tên, giáp quận 1, quận 3, quận 5, quận 10. Ở căn nhà nằm ở ngay vòng xoay đường Điện Phủ gần trường Phan Xào Nam, gần góc ngã tư Cao Thắng và đường Điện Biên Phủ ha. Hẻm thông sang ngay chỗ Việt Nam Quốc Tự và nhà hát Hòa Bình hả anh chị, gần ngay nhà hát Hòa Bình luôn, không ra đối diện là nhà hát Hòa Bình luôn nha. Hẻm xe hơi chạy qua lại ha, sau lưng căn nhà mặt tiền nha anh chị. Nếu thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì mình hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39, kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha. Sau lưng căn nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ nha anh chị. Sau lưng căn nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ thôi. Ở hẻm thì hẻm như xi măng sạch sẽ, hẻm là xe 7 chỗ chạy qua lại luôn, thông sang đường 3 tháng 2. Ra ngay nhà hát Hòa Bình và Việt Nam Quốc Tự. Trần nhà cao ráo sạch sẽ ha. Đây là không gian tầng 2 của mình nha anh chị. Đó, mình còn nguyên khoảng trống chỗ này luôn nha. Ngang là 4m6 và sâu vào là 8m ha anh chị. Tầng 2 này mình lấn ban công được 1m nè. Đó, phòng ngủ rộng rãi. Ở đường đà lộ ra rất rõ và căn nhà rất là chắc chắn ha, căn nhà rất là chắc chắn luôn anh chị. Đó, đây là đúc hết luôn nè, ở đây có chừa cái sắt để mình lắp quạt nè. Chính chủ ha anh chị, nhà chính chủ một đời chủ từ xưa giờ nha. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này, muốn xem bất động sản này thì mình liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha. Ở phòng ngủ này thì có cửa sổ, cửa sổ có lắp rèm rồi, cửa có khung sắt bảo vệ và có cửa ra ngoài ban công. Phòng ngủ lớn, rộng rãi, nhà người lớn tuổi ở ha. Mua bán thì anh chị mình ký công chứng sang tên, trần nhà cao ráo sạch sẽ nha anh chị.
Ở đây thì cái ban công của mình nè, lấn ra được khoảng 1 mét. Đó. Ngoài kia là mặt tiền của đường Điện Biên Phủ ha, đúng sau lưng một căn nhà mặt tiền thôi, đó căn nhà mặt tiền nè. Mình nằm sau lưng và ở đây thì khu vực có camera an ninh. Hẻm bên đây thì hẻm thông ha, hẻm bên đây hẻm thông, hẻm ra ngay đường 3/2, thông sang đường 3/2 ha. Đây hẻm trước nhà của mình đây anh chị, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, pháp lý rõ ràng, khu vực xây dựng nhà cao tầng ha. Đây cái anh chị mình xem lại cái sân thượng phía trước của nhà mình. Ở cái ban công của nhà mình ha, ở trên đây là đúc luôn nè. Đó trên đây là đúc luôn nha. Ngang là 4m6 và sâu vào 8m, hướng nhà là hướng tây nam. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, sau lưng căn nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ, địa chỉ là 650/2. Đó, 650/2 đường Điện Biên Phủ, phường 11 quận 10. Bên kia đường là quận 3, Điện Biên Phủ chia cắt hai quận ha, một bên là quận 10, một bên là quận 3 nha anh chị. Ở nằm gần dòng xoay công trường, dòng xoay Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong và Ngô Gia Tự. Hẻm thông sang đường 3/2, hẻm xe hơi thông qua lại nhau. Đó, cầu thang đúc, đá mài mình đi lên, điện âm tường. Rồi mình lên không gian tầng 3 nha anh chị. Đây không gian tầng 3 ha. Có một nhà vệ sinh nằm trên đây, ngay chân bên hông cầu thang. Tường ốp cao ráo sạch sẽ ha. Đó, căn nhà này thuận tiện cho anh chị mình kinh doanh nha. Kinh doanh bán hàng online. Đây không gian rộng rãi ở trên không gian tầng 3 của mình ha. Trên đóng la phong. Có đèn ngủ và đèn chiếu sáng ở trên đầy đủ hết ha, đèn 1m2. Đó, không gian rộng rãi. Đứng đây mới hết cái khung hình của mình ha. Có cửa sổ nha. Đó, vị trí trên đây có cửa sổ. Nhà là đúc bê tông cốt thép, một trệt, hai lầu, ba lầu nha anh chị. Đây. Cửa này thì cửa lùa ngang qua. Và một cái cửa kính kết hợp với sắt nữa, cửa sắt kết hợp với kính ha. Rồi đây cái sân thượng phía trước của nhà mình nè, cái ban công phía trước của nhà mình nè. Có bồn nước để trên đây. Có cửa sổ, ở trên này máy to nha. Nếu thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì mình liên lạc với Nhân để xem ha. Qua số điện thoại là 0922 39 39 39. Kênh YouTube Bất Động Sản Sài Thành. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ghế nhất cho mình. Giá này vẫn còn thương lượng thêm lọc lá cho anh chị mình mua bán nhanh. Căn nhà sau lưng căn nhà mặt tiền nha. Mặt tiền đường, cái này là mặt tiền của đường Điện Biên Phủ. Đó. Sát bên luôn nha anh chị, hẻm xe 7 chỗ đậu trước cửa nhà luôn nha. 6 tỷ 580 triệu ha, giá này còn thương lượng thêm cho anh chị mình mua bán nhanh. Đó. Vị trí quá đẹp luôn anh chị. Bồn nước mình để ở đây. Ở đây có tấm quay ra ngoài nữa nè, mình che cái sân nhà của mình. Đó, che cái sân thượng phía trước nhà của mình ha. Ở đây để trồng cây và mình ngồi ở đây, mình nhìn xe chạy phía dưới đường rất ngon lành nha. Ở đây gần ngay kỳ đài, ngay nhà hát Hòa Bình luôn. Đi thẳng ra bển là nhà hát Hòa Bình ha anh chị, thẳng luôn. Và Việt Nam Quốc Tự ngay góc đường Lê Hồng Phong luôn ha. Ở đây chạy thông tứ phía luôn. Hẻm xe 7 chỗ chạy qua lại ha. Học viện hành chính quốc gia nữa. Đó, căn bên hông mình cũng xây cao tầng nè. Đó, căn ở giữa mình là căn ở giữa ha.
căn ở đây là xây cao tầng, và căn ở đây thì mặt tiền của đường Điện Nguyên Phủ, căn mình nằm ở giữa. Nếu thấy bất động sản này phù hợp với anh chị, mình hãy liên lạc với Nhân ha, để xem qua số điện thoại của Nhân là 0822 39 39 39 ha. Ở đây trên đây có một phòng ngủ lớn trên này nữa ha. Một trệt và ba lầu nha anh chị, một trệt và ba lầu, cửa nhôm, kính mờ. Ở ngoài sau này còn một cái khoảng gần 1 mét nữa ha. Mình có mở các cái cửa sổ ở dưới ngay chỗ bếp mình á. Giá là 6 tỷ 580 triệu nha anh chị, 6 tỷ 580 triệu. Và giá này vẫn còn thương lượng thêm cho anh chị mình mua bán nhanh nha. Thương lượng lọc lá thêm gì ha. Đây đứng đây mình thấy cái đường đà. Đó đây đường đà nè. Cầu thang đúc đá mài. Đây cái khoảng hở phía sau, đó, giữa hai căn nhà anh chị mình thấy không ta? Đây. Nó gần 1 mét đó anh chị. Nên rất là mát, mình mở cái cửa sổ sau là rộng rãi. Mát mẻ ha, thuận tiện về anh chị mình về cải tạo. Cải tạo lại là căn này ngon lành nha, xe 7 chỗ chạy để trong nhà luôn. Tại diện tích ngang nó lớn nha, ngang tới 4m6 và sâu vào 8m nha anh chị. Nếu thấy bất động sản này phù hợp với mình thì mình liên lạc sớm với Nhân ha, qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha. Trần nhà cao ráo sạch sẽ nha. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, hẻm thông, hẻm xe 7 chỗ thông ha. Hẻm là xe 7 chỗ chạy vào tới nơi luôn, đậu trong nhà được luôn nha. Chỉ sau lưng căn nhà mặt tiền đường Điện Biên Phủ thôi. Gần dòng xoay đường Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự. Ở đây thì mình tiếp giáp quận 1, quận 5 và quận 3 nha anh chị. Hẻm thì mình có thể đi từ hẻm 183 đường 3 tháng 2 đi vào, hoặc là mình đi hẻm 650, căn nhà mình ở địa chỉ là 650/2 đường Điện Nguyên Phủ ha, sau lưng một căn nhà mặt tiền đường Điện Nguyên Phủ nha. Vị trí rất là đẹp luôn nha anh chị. Xe hơi xe 7 chỗ chạy vào tới nơi ha. Pháp lý thì rõ ràng. Mua bán anh chị mình ký công chứng sang tên. Nếu thấy bất động sản này phù hợp với anh chị thì mình liên lạc với Nhân nha, để xem sớm nha. Đó, đây ha. Xung quanh dưới đây thì chủ ốp tường cao lên khoảng 1 mét rồi. Trần nhà cao ráo sạch sẽ, nhà đúc hết luôn ha. Rộng rãi. Đó, nhà chính chủ, một đời chủ từ xưa giờ nha anh chị. Đó, về mở bức cái tường này ra ha, là rộng rãi sạch sẽ liền, mát mẻ liền nha. Ngang là 4m6 và sâu vào 8m. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Và đây sổ hồng cũ hồi xưa nè. Đó, hẻm xe 7 chỗ chạy qua lại ha. Hẻm thông xe 7 chỗ chạy qua đây. Hẻm đây là chạy ra 183 đường 3 tháng 2. Ra hồ bơi, ra kỳ đài nhà hát Hòa Bình. Chạy thẳng ở đây nhà hát Hòa Bình. Và góc Cao Thắng 3 tháng 2 ha, đi thẳng ra ngay nhà hát Hòa Bình luôn. Đây không gian phía trước của nhà mình ha, tường ốp cao ráo sạch sẽ nha. Ở tầng 2 thì mình lắp đầu lấn ban công được 1 mét ha. Và ở trên còn cái sân thượng ở trên nha anh chị. Ở căn bên đây cũng xây cao tầng rồi nè. Căn bên đây trái anh chị mình xây cao tầng, và căn bên phải của mình đó là căn nhà mặt tiền của đường Điện Biên Phủ, khu vực có camera an ninh. Nếu thấy bất động sản này phù hợp với anh chị, mình hãy liên lạc với Nhân để xem ha. Qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh, nhấn vào đăng ký kênh, bật chuông để xem được nhiều video hơn. Và tìm mua được bất động sản ưng ý nhất cho mình nha.